Xin chào các bạn đã theo dõi bản tin công nghệ B-News được thực hiện bởi kênh YouTube B-Channel. Hôm nay là ngày 20 tháng 6 năm 2018. Bản tin của chúng tôi sẽ gồm có những thông tin đáng chú ý như sau. Oppo Find X chính thức lộ diện, thiết kế gây sốc. Oppo Find X phiên bản đặc biệt mang tên Automobili Lamborghini Edition, smartphone đầu tiên trên thế giới hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh Super VOOC. Facebook ra mắt nền tảng truyền hình tương tác trực tiếp, có cả tính năng câu đố vui và câu hỏi trắc nghiệm. Lộ diện mô hình 3D của iPhone 2018, phiên bản XS Plus không có màn hình 6.5 inch như tin đồn trước đó. Huawei công bố bản sáng chế full screen smartphone, màn hình chiếm 100% mặt trước với thiết kế hoàn toàn mới. Đúng như dự kiến thì sau 4 năm, Oppo đã chính thức cho ra mắt chiếc điện thoại flagship mới của mình với tên gọi là Oppo Find X, có thiết kế vô cùng ấn tượng và độc đáo. Cũng giống như những chiếc điện thoại thuộc dòng Find trước đây, thì Oppo Find X dẫn đầu những xu hướng thiết kế mới cũng như là những công nghệ đột phá nhất của Oppo. Find X được trang bị màn hình OLED kích thước 6.4 inch. Đây chính là chiếc smartphone có màn hình khá lớn nhưng vẫn có thể cầm thoải mái trong lòng bàn tay nhờ thiết kế không viền. Oppo cho biết màn hình của Find X chiếm tới 92,25% mặt trước và đặc biệt Find X không có tay thỏ giống như là iPhone X. Có thể thấy rằng cạnh tranh của Oppo Find X không có không gian cho các cảm biến và camera trước, hoàn toàn là màn hình giống như là thiết kế của chiếc smartphone Vivo Nest. Có lẽ bạn sẽ tự hỏi rằng camera trước được đặt ở đâu? Đây chính là câu trả lời. Một hệ thống camera pop-up có thể thò lên tụt xuống, nó hoàn toàn được ẩn đi khi không sử dụng đến. Chỉ khi bạn bật chiếc smartphone lên và truy cập vào các ứng dụng camera, toàn bộ phần trên cùng của Find X sẽ tự động bật lên. Nó gồm có một camera trước 25MP, cảm biến nhận diện khuôn mặt. Điều thú vị là cụm camera kế phía sau của Find X cũng được giấu trong hệ thống pop-up này và chỉ hiện ra khi bạn chụp ảnh. Oppo cho biết chỉ có mất khoảng 0,5 giây để kích hoạt hệ thống này và nó hoạt động rất chính xác. Mặt trước của Oppo Find X khá giống với Samsung Galaxy S9 Plus, nguyên nhân là do có thiết kế uốn cong hai cạnh bên màn hình. Trong khi cạnh phía trên của màn hình rất là mỏng và không có tay thỏ, Find X vẫn có một chiếc cầm khá là dày ở phía dưới. Find X không có cảm biến vân tay, thay vào đó chỉ sử dụng tính năng bảo mật nhận diện khuôn mặt. Khi mở khóa, hệ thống cảm biến và camera sẽ tự động bật lên để bắt đầu nhận diện khuôn mặt. Cụm camera kế phía sau được giấu đi, giúp thiết kế mặt lưng của Oppo Find X hoàn hảo hơn và cũng bảo vệ ống kính camera không bị trầy xước. Oppo trang bị cho chiếc smartphone cao cấp này bộ vi xử lý Snapdragon 845, bộ nhớ RAM 8GB và dung lượng lưu trữ 256GB, dung lượng pin 3730mAh và có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh VOOC của Oppo. Cũng trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày hôm qua, thì Oppo cũng cho ra mắt một phiên bản khác nữa của chiếc điện thoại Oppo Find X với tên gọi là Automobili Lamborghini Edition. Đây sẽ là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh Super VOOC. Theo Oppo, công nghệ Super VOOC sẽ giúp sạc đầy viên pin 3400mAh, nhỏ hơn phiên bản tiêu chuẩn có viên pin là 3730mAh trên Find X Automobili Lamborghini Edition chỉ trong vòng 35 phút với đầu vào tối đa lên đến 50W. Khác với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản đặc biệt của Oppo Find X sẽ sở hữu 512GB bộ nhớ trong cùng thiết kế mặt lưng làm bằng sợi carbon. Thêm vào đó, các phụ kiện và hộp máy cũng được thiết kế lại với tông màu xanh dương và cam. Dự kiến phiên bản Automobili Lamborghini Edition của Find X sẽ được bán với giá 1.699 euro, tương đương khoảng 44 triệu đồng. Đây sẽ là một trong những đối thủ rất đáng gờm của chiếc điện thoại Poche Max RS Poche đến từ Huawei. Hiện đang có mức giá là 2.100 euro, tức là khoảng 55 triệu đồng. Vừa mới đây thì Facebook cũng đã công bố là họ sẽ cho ra mắt một tính năng mới trên Facebook với tên gọi là truyền hình tương tác trực tuyến. Với tính năng này thì người dùng có thể tham gia các trò chơi tương tự như là game show trên TV. Dự kiến tính năng này sẽ cho phép những người sáng tạo nội dung có thể hỏi các câu đố vui, các câu hỏi khảo sát v.v. để người chơi có thể bị loại khỏi game khi trả lời câu hỏi sai. Những tính năng mới này sẽ giúp Facebook thực hiện mục tiêu mới của họ là đẩy mạnh hình thức truyền hình tương tác thay vì lối tiêu thụ nội dung thụ động truyền thống. Tính năng game show có các đối tác như là What's in the Box, game mà người chơi phải đoán đồ vật bên trong hộp, hay là Outside Your Purple của BuzzFeed News, nơi mà các thí sinh phải đoán xem đối phương của mình đang nghĩ gì. Ngoài ra, Facebook đang thử nghiệm tính năng cho phép các bên sáng tạo nội dung có thể trao thưởng tiền mặt cho người chơi, giống như là Confetti của Insider, nơi mà người chơi có thể trả lời các câu đố vui và có thể xem được câu trả lời của bạn bè và những người thắng cuộc sẽ chia tiền giải thưởng. Phó chủ tịch sản phẩm video của Facebook, ông Fitzy CBO, chia sẻ rằng video đang phát triển từ hình thức tiêu thụ thụ động thành các hình thức tương tác hai chiều. Chúng tôi nghĩ rằng các nhà sáng tạo nội dung sẽ muốn trao thưởng cho người theo dõi. Tính năng này mà hoạt động tốt với Insider và Confetti, chúng tôi có thể sẽ cân nhắc phát hành các công cụ trả phí.
Facebook cho biết họ cũng sẽ không lấy tiền hoa hồng từ tiền giải thưởng. Hiện tại nó sẽ yêu cầu 4,99 USD tiền đăng ký mỗi tháng để fan có thể trả tiền cho những nội dung riêng. Facebook cũng mới phát hành RankingList Manager, cho phép các thương hiệu tìm kiếm những nhà phát triển nội dung dựa trên nhân dạng và các sản phẩm mà họ đã thực hiện để hai bên có thể hợp tác để tạo nội dung. Theo đúng như lịch trình thì chỉ còn tầm khoảng 3 tháng nữa thôi thì Apple sẽ chính thức cho ra mắt dòng chiếc điện thoại iPhone thuộc thế hệ 2018, cùng với đó là một số thiết bị mới thuộc hệ sinh thái của Apple. Cho đến đây thì đã có rất là nhiều nguồn tin uy tín, bao gồm cả Mintigo đã cho rằng Apple sẽ cho ra mắt 3 chiếc điện thoại iPhone thuộc 3 dòng riêng biệt vào tháng 9 tới đây. Và dường như là dây chuyền sản xuất smartphone tại châu Á của Apple đã nắm trong tay rất rõ ràng những thông số kỹ thuật của 3 chiếc máy này, nên là họ có thể tạo ra được mô hình 3D rất là chân thực và sát với thực tế. Mới đây, một đoạn video so sánh iPhone 2018 với những thế hệ tiền nhiệm đã bất ngờ hé lộ những chi tiết mới trong kế hoạch phát triển smartphone của Apple. Đúng như những tin đồn trước đó, một trong ba mẫu điện thoại mới sẽ tiếp tục sở hữu màn hình 5.8 inch giống như iPhone X, với tên gọi chưa chính xác là iPhone XS, và dự kiến sẽ được trang bị bộ vi xử lý Apple A12 hoàn toàn mới. Bên cạnh iPhone XS, hai sản phẩm còn lại cũng nhận được rất là nhiều sự chú ý từ phía người dùng. Trong đó, một mẫu iPhone sẽ sử dụng màn hình OLED 6.5 inch với tên gọi tin đồn là iPhone XS Plus. Tuy nhiên, theo những mô hình 3D này cho thấy mẫu máy này chỉ sở hữu màn hình 6.4 inch với kích thước case là 6.18 x 3.05 x 0.31 inch. Có thể thấy đây chính là kích thước của iPhone 8 Plus đã ra mắt vào tháng 9 năm ngoái với màn hình lớn hơn. Phần diện tích dành cho camera XS Plus có kích thước tương đương với iPhone X và iPhone XS, đồng nghĩa với việc nhiều khả năng dòng máy này vẫn sẽ được trang bị cụm camera kép cao cấp, chứ không phải là cụm 3 camera giống như là Huawei P20 Pro. Dòng máy cuối cùng cũng là một quân bài độc đáo của Apple với mức giá hạt rẻ, nhằm kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình LCD 6.1 inch, loại bỏ một số tính năng cao cấp như là 3D Touch để cắt giảm chi phí sản xuất. Mô hình 3D trên cho thấy kích thước của dòng máy này là 5.9 x 3 x 0.3 inch, cùng với thấu kính camera đơn lớn hơn so với iPhone 7, đồng nghĩa với việc độ phân giải cũng sẽ được nâng cấp hơn. Nhiều người cho rằng dòng iPhone giá rẻ chính là iPhone 9. Bên cạnh đó, mặc dù đã loại bỏ một số tính năng tân tiến nhất, nhưng nhiều khả năng mẫu máy này vẫn sẽ sở hữu công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID cao cấp cùng tay thỏ độc đáo. Theo Mintigo, dự đoán rằng iPhone XS sẽ có giá khoảng 800-900 USD, thấp hơn so với người tiền nhiệm iPhone X phiên bản 64GB với 1.000 USD, trong khi đó giá của iPhone XS Plus rơi vào khoảng 900-1.000 USD, còn đối với iPhone 9, giá sẽ là từ 600-700 USD. Mẫu iPhone giá rẻ này cũng được đánh giá sẽ là dòng smartphone của Apple được yêu thích nhất trong năm nay. Các nhà sản xuất smartphone vẫn đang tiếp tục chạy đua về mặt thiết kế, tăng tỷ lệ hiển thị màn hình, thu nhỏ viền bezel và cố gắng tạo ra một chiếc smartphone hoàn toàn không viền. Và dường như là chiếc điện thoại iPhone X của Apple đã dẫn đầu xu thế này với viền bezel siêu mỏng và bên cạnh đó còn có tay thỏ. Thiết kế này nhằm đảm bảo là viền màn hình siêu mỏng nhưng mà vẫn có không gian để có thể chứa được các cảm biến cũng như là camera trước. Tuy nhiên, thiết kế tay thỏ vẫn chưa thể làm thỏa mãn các nhà sản xuất smartphone hướng đến một thiết kế màn hình chiếm toàn bộ 100% mặt trước. Đó là lý do vì sao mà Vivo Nex thu hút được rất là nhiều sự chú ý khi lần đầu tiên có một chiếc smartphone không viền màn hình thật sự. Cách đây không lâu, một hãng smartphone khác của Trung Quốc là Huawei cũng đã đăng ký bản sáng chế có tên là Full Screen Smartphone. Bản sáng chế này mô tả cách thức để tạo ra một chiếc smartphone có màn hình chiếm 100% mặt trước, không có viền màn hình và cũng không có tay thỏ giống như iPhone X. Theo mô tả trong bản sáng chế của Huawei, để tạo ra một chiếc smartphone màn hình không viền dựa trên thiết kế bộ khung hiện tại là một điều rất khó khăn. Vì vậy, các kỹ sư của Huawei đã thay đổi thiết kế của bộ khung, dùng các thanh kim loại ghép với nhau thay vì là một bộ khung cố định. Các thanh kim loại được dán vào hai cạnh bên của smartphone với tấm nền màn hình được đặt phía trên, do đó chiếc smartphone sẽ hoàn toàn không có viền bezel, các cạnh trên và dưới cũng có thiết kế rất mỏng. Tuy nhiên, bản sáng chế của Huawei không tiết lộ vị trí đặt các cảm biến và camera trước. Không rõ Huawei có học tập Vivo và thiết kế camera trước thọ thuộc lên xuống hay là không. Một số nguồn tin cũng cho biết Huawei sẽ áp dụng thiết kế này vào chiếc smartphone flagship màn hình lớn tiếp theo của mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin B News ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của B Channel nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.